Thời gian qua, cấp ủy chỉ huy các cấp quân đoàn 4 đã có nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị, cán bộ, chiến sĩ thêm an tâm xây dựng ý chí quyết tâm, vượt mọi khó khăn trong học tập, huấn luyện, xây dựng đơn vị. Buổi đối thoại dân chủ tại sư đoàn 9 quân đoàn 4, trong không khí cởi mở, chiến sĩ Võ Văn Minh Duy đã trình bày về hoàn cảnh và tâm tư của mình. Tất cả đều được cấp ủy chỉ huy các cấp lắng nghe, quan tâm, tìm cách giải quyết. Chúng tôi có thêm cơ hội để trình bày tâm tư, nguyện vọng, tình cảm cũng như là những khó khăn, thuận lợi ở trong đơn vị và trong quá trình công tác. Từ đó nó tạo thêm cho chúng tôi sự đoàn kết, thống nhất cao. Thời gian qua, hoạt động lấy phiếu khảo sát tư tưởng cán bộ chiến sĩ với hình thức bỏ phiếu kín được đơn vị thường xuyên duy trì. Hình thức này giúp lãnh đạo đơn vị có thể nắm bắt được thông tin, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ và kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn, tạo sự đồng thuận trong toàn đơn vị. Đợt khảo sát lần này thì chúng tôi có cái sự chuẩn bị rất là chu đáo, hợp đồng rất là chặt chẽ với các cơ quan đơn vị. Đặc biệt là trong từng cái câu hỏi, chúng tôi nêu ra các cái tình huống trong các cái phiếu điều tra nó sát với từng đối tượng và đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị. Các câu hỏi nó mang tính gợi mở để phát huy được cái tính trung thực, khách quan của hạ sĩ quan chiến sĩ trong quá trình khảo sát. Qua đối thoại, cán bộ chiến sĩ thêm tin tưởng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để nâng cao chất lượng huấn luyện xây dựng đơn vị. Ngoài ra, đơn vị còn duy trì hiệu quả hòm thư góp ý để nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý, giải quyết các vướng mắc nảy sinh. Một kênh rất là khách quan để chúng tôi, những người là cán bộ phân đội, có thể nắm được chính xác về tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và những cái vấn đề còn vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Để từ đó chúng tôi xác định được những cái vấn đề còn tồn tại và đề ra những cái biện pháp để giải quyết kịp thời những cái tâm tư, tình cảm của anh em cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là chiến sĩ mới ở đơn vị. Nhờ phát huy dân chủ rộng rãi đã giúp cấp ủy chỉ huy các cấp ở quân đoàn 4 làm tốt công tác quản lý, giáo dục bộ đội, cán bộ chiến sĩ thêm đoàn kết đồng lòng. Đặc biệt, từ góp ý của chiến sĩ cũng là dịp để cán bộ tự soi lại mình và có biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế.